Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm YouTube trên điện thoại iPhone nha. Điều đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái app YouTube ở trên iPhone. Đây là chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản. Biết sao đây? Chúng ta vào đây thì mục trên này thì chúng ta có kênh của tôi. Thì chúng ta vào kênh của tôi thì nó sẽ hiện ra có những video nào hoặc là đăng ký kênh của ai thì nó sẽ hiện ra nhé. Vào cái dấu vào cái hình ảnh camera trên này thì chúng ta là để up video lên, up video mình quay lên vào đấy. Còn vào cái chỗ này để chúng ta tìm kiếm các cái video ở trên mạng. Còn ở dưới này là cái chỗ thịnh hành, chúng ta kích vào thịnh hành. Thịnh hành để làm gì? Để chúng ta vào những các cái video nó sẽ dẫn đầu trong một khoảng thời gian ngắn. Video chúng ta sẽ lên đầu và trang thịnh hành nhiều view trong vòng 2-3 ngày gì đấy thì video chúng ta sẽ lên đầu. Đăng ký là những cái kênh mình đăng ký của các kênh khác thì chúng ta thử mở xem. Đây là chúng ta đăng ký kênh, nó sẽ có video lên thì chúng ta thử xem thôi. Với quảng cáo chúng ta kích bỏ qua hoặc là chúng ta ấn vào quảng cáo, hoặc là chúng ta ấn vào đây, truy cập quảng cáo. Mỗi lần truy cập nghe thì các bạn sẽ giúp được người dùng sẽ được có một khoản tiền nho nhỏ về làm YouTube. Thì các bạn nên kích vào quảng cáo như thế thì sau khi các bạn làm thì họ sẽ kích quảng cáo cho bạn. Có thể chúng ta ấn vào nút chia sẻ cho mọi người xem, chia sẻ Facebook hoặc là chia sẻ cộng. Hoạt động, đây là hoạt động, chúng ta có thể thêm địa chỉ này, thêm địa chỉ liên hệ video này. Gửi địa chỉ, tìm trong danh bạ, gửi lời mời, chúng ta gửi tin nhắn này. Nha, cái phần mềm mà hoạt động này thì chúng ta có thể kêu gọi bạn bè để chúng ta có các cái video của chúng ta hay gửi đến các bạn bè xem những đợt view đầu tiên. Thư viện này là để chúng ta tải những video ngoại tuyến về để chúng ta xem. Đây, trong này có 7 video, rất nhiều. Chúng ta xóa đi, thêm vào xóa đi. Đây là video thích, là cái danh sách để chúng ta tạo là thích hoặc là tạo những danh sách là học YouTube, kiếm tiền trên YouTube trên chiếc iPhone của chúng ta như thế nào. Đây. Mình sẽ giới thiệu cái tính năng là trên cái camera này chúng ta sẽ gửi video chúng ta lên. Đây là video mình sẽ nên thử. Ở đây có mục cắt này, mục này là mục chúng ta có thể tạo cho những hiệu ứng video chúng ta lên hình đẹp hơn. Đây, sáng màu đen trắng. Đây, chúng ta thích màu đen trắng hoặc màu đen trắng huyền bí thì chúng ta gửi lên. Đây, có bong bóng này, chỗ này có dạng chiếu phim này. Đây, chỗ này có những
cái video để tạo ra những cái vẹt nhằng này như là pin nhựa ngày xưa. Pin nhựa ngày xưa là do cái pin nó xước nó nhằng như này. Bây giờ mình thì tưởng là cái chất lượng pin nó phải có nhằng như thế. Đây là hiệu ứng ma. Đây có các hiệu ứng để chúng ta làm video lên khi chúng ta tải lên video. Không cần phải qua chỉnh sửa các cái video khác. YouTube cũng giúp chúng ta khi đăng lên là rất chi tiết rồi. Đây là thêm nhạc vào. Chúng ta có bản nhạc à, chúng ta thêm vào. Đây mình chưa có nhạc thì mình chưa thêm được. Đây mình thử up cho thêm chế độ pin đen trắng này. Chúng ta ấn vào tiếp theo. Tiêu đề thì chúng ta ấn vào mục tiêu đề. Chúng ta viết những cái tiêu đề gì chúng ta hướng dẫn cho người khác hoặc là gì đấy thì mình đây là giới thiệu mail giới. Giới thiệu mail điện thoại hoặc là chúng ta biết mô tả là có những chi tiết gì thì chúng ta mô tả ra cho người xem. Còn chế độ dưới đây chúng ta chế độ công khai là cho mọi người tìm kiếm hoặc là cho mọi người xem. Không công khai thì không tìm kiếm được, chúng ta chỉ lấy link liên kết này chia sẻ cho bạn bè. Thông thường là khi up video đầu tiên chúng ta chọn vào không công khai thì để chúng ta gửi cho bạn bè xem trước. Có view thì vẫn bật kiếm tiền được. Thì thường thường chúng ta phải có những lượt xem đầu tiên thì chúng ta cứ bật không công khai gửi cho bạn bè để kêu gọi họ xem hộ hoặc chia sẻ hộ đường link. Thì sau 24 tiếng thì chúng ta bật công khai lên thì chuẩn nhất. Bây giờ mình tải lên nhé. Cái phần mềm này để chúng ta tải video lên này rất chi là dễ. Khi chúng ta làm trên điện thoại iPhone thì chúng ta không cần phải chỉnh cóp ra máy tính để chỉnh sửa. Phần mềm này giúp điện thoại iPhone hoặc là làm trên điện thoại này giúp chúng ta làm những vlog online. Vlog hàng ngày chúng ta quay những thước phim hàng ngày của chúng ta sinh hoạt để chúng ta gửi lên nó dễ dàng, không cần phải qua các cái phần mềm chỉnh sửa nữa. Các bạn thấy bài này hay hoặc là tiếp theo chúng ta có một bài tiếp theo là đi đến mục của trang web ở trên YouTube. Mình sẽ giới thiệu một cái ứng dụng website trang web cái phần mềm gì? Phần mềm chính trực web sẽ giúp cho chúng ta thao tác dễ hơn về SEO này, về các mô tả này, thẻ tang này rất dễ. Mạng mình hơi yếu thì chúng ta sẽ để lại tải sau. Vâng, các bạn thấy thích video này nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh của mình nhận các video. Nhớ các bạn nhấn cái nút đây mình ghi. Đây là kênh của mình này. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký. Đây, nhấn nút đăng ký này. Các bạn nhớ nhấn cái chuông này nhá. Xong rồi ấn bật này. Để khi video mình có thì mình sẽ hiện video đấy lên cho các bạn xem luôn. Thì các bạn đỡ phải tìm kiếm. Trong cái kênh của mình thì có cả hướng dẫn các bạn làm về bên điện thoại. Thì các bạn sửa điện thoại hoặc là các bạn muốn ở nhà mà không mất tiền thì các bạn cứ vô đây, mình sẽ hướng dẫn các cái bạn làm phần mềm điện thoại. Vâng, chúc các bạn thành công.
nhớ nhấn like và subscribe nha. Nhấn like video.